Quý vị và các bạn thân mến, thị trường vàng đang mắc kẹt giữa lực mua trong dài hạn và được cho là khó thể phục hồi nhanh do kỳ vọng lạm phát tăng tốc. Sau tuyên bố về gói kích thích kinh tế khủng của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden, lực bán khi USD mạnh lên và khả năng Fed sẽ giảm kích thích tiền tệ. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói tuần qua USD đã chi phối biến động của thị trường vàng thế giới. Giá vàng đã duy trì đà tăng trong các phiên giao dịch đầu tuần, trước khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần khi đồng USD mạnh lên. Trong phiên đóng cửa tuần trước ngày 15 tháng 1, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm 1% và xuống mức 1.829,6 USD trên ounce, trong khi giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ giảm 1,2% xuống mức 1.829,90 USD trên một ounce. Và hiện tại, giá vàng thế giới được cho là sẽ còn giảm khi triển vọng gói cứu trợ nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ do tác động của dịch bệnh COVID-19 còn chưa rõ ràng. Chính sách tiền tệ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang khiến cho chỉ số USD có phần khởi sắc. Tuy nhiên, khi gói kích thích khủng chính thức được tung ra, tính hấp dẫn của vàng sẽ gia tăng và khi đó tình hình sẽ khác. Trong khi đó, cú lao dốc bất ngờ của giá vàng thế giới trong phiên cuối tuần đã đẩy chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên hơn 5 triệu đồng trên mỗi lượng. Và đây là mức cách biệt kỷ lục trong vòng nửa năm qua. Và liệu đó có phải là USD đang chi phối giá vàng và đã khiến cho giá vàng trong nước và thế giới lạc nhịp nhau như vậy? USD Index đã có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm 2020, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với những người nắm giữ các loại tài sản khác. USD tăng giá và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khiến giá vàng điều chỉnh trong ngắn hạn. Trong đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần chạm đỉnh 10 tháng xác lập từ tuần trước. Chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden đã phát đi tín hiệu sẽ tăng tốc chi tiêu. Tuy nhiên, diễn biến USD tăng giá trong ngắn hạn và lo ngại lợi suất trái phiếu lên cao đã khiến vàng bị bán ra. Vàng vốn là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát và tiền tệ mất giá. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu tăng cao đã làm giảm sức hấp dẫn của công cụ không trả lãi như vàng. Về phân tích trên góc kỹ thuật, theo chuyên gia Michel Matosik tại US Global Investor cho rằng vàng hiện có sự hỗ trợ tốt tại mức giá 1.775 USD, nếu giá xuống dưới mốc này, lực mua sẽ xuất hiện trở lại. Trong khi đó, so sánh giữa thị trường trong nước và thế giới, so với thời điểm trước đây, cách biệt giữa giá vàng trong nước và thế giới đã tăng gấp đôi do giá vàng trong nước tăng nhanh giảm chậm. Nguyên nhân được cho là thị trường vàng trong nước và thế giới không liên thông. Vì từ lâu, các doanh nghiệp vàng không còn được nhập vàng, do vậy giá vàng trong nước thường lạc nhịp với giá vàng thế giới, dù sức mua vàng thời điểm này không tăng. Hiện nhà đầu tư có xu hướng dồn vốn sang kênh đầu tư khác có mức sinh lời cao hơn, chẳng hạn như chứng khoán. Vậy thì giá vàng sẽ biến động như thế nào trong tuần này dưới góc nhìn nhận của các chuyên gia? Giá vàng bị đánh giá là không có khả năng phục hồi nhanh chóng, ít nhất là theo cuộc khảo sát của Kitco về giá vàng trong tuần này. Cụ thể là theo các chuyên gia của Wallchit, thị trường vàng đã chịu nhiều áp lực vào cuối tuần khi việc bán tháo cổ phiếu đã tạo ra một sự hoảng loạn trên thị trường. Chỉ số USD tăng vọt khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với vàng trong ngắn hạn, sẽ mất một thời gian trước khi vàng bắt đầu tăng trở lại. Trong tuần này, như quý vị và các bạn cũng đã biết, các chuyên gia, các nhà phân tích trên Wallchit đánh giá khả năng giá vàng đi xuống hoặc đi ngang lớn hơn là giá vàng sẽ đi lên. Trong số 16 phiếu khảo sát, có 37,5% phiếu bỏ cho phương án giá giảm và cũng 37,5% bỏ phiếu cho ý kiến trung lập và chỉ 25% cho khả năng giá vàng tăng trong tuần này. Các nhà phân tích chỉ ra xu hướng của thị trường gấu đang phát triển. Đây là một dấu hiệu cho thấy nhiều khoản lỗ có thể sắp xảy ra. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những lo lắng tương tự không phản ánh trong các phiếu khảo sát trên Wallchit. Phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn hy vọng giá sẽ tăng cao hơn trong tuần này. Trong số 1.701 phiếu khảo sát, 54,4% cho rằng giá sẽ tăng, 21,9% thì có ý kiến trung lập và 23,7% còn lại cho rằng sẽ thấp hơn vào tuần này. Theo chuyên gia Michel Moore, người sáng lập moreanalytics.com, khuyên rằng các nhà đầu tư nên chú ý đến các mức kỹ thuật vào tuần này. Tôi dự đoán sẽ giảm vào tuần này, nhưng còn phải cảnh giác với các khoảng thời gian mà giá vàng có thể trượt xuống mức 1.809 USD hoặc thấp hơn. Còn theo giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metal, Peter Hung dự báo
nếu mốc 1825 USD trên ao bị mất vào tuần này. Giá vàng có thể tiếp tục mất mốc 1800 USD và sau đó tạm dừng ở mức 1775 USD. Tuy nhiên, chuyên gia của Gitco Metal nói thêm rằng việc giảm xuống dưới ngưỡng 1800 USD là khó thể xảy ra vào tuần này. Về tương lai kinh tế trong ngắn hạn vẫn còn khó khăn, đó là lý do tại sao mọi người lo sợ và quay trở lại huy động tiền mặt. Thị trường dễ bị tổn thương, nhưng tôi tin rằng 1825 USD trên ao sẽ là mức hỗ trợ. Một khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhận chức, dòng tiền bắt đầu chảy, khi đó diễn biến thị trường kim loại quý sẽ có nhiều thay đổi, theo chuyên gia Hung phân tích. Các dự báo về diễn biến giá vàng trong tuần này cho thấy vàng đang bị mắc kẹt giữa phạm vi rộng từ 1800 đến 1900 USD trên ao. Quan trọng là niềm tin của các nhà đầu tư có còn mạnh mẽ hay không. Sự tập trung của giới đầu tư trong tuần này có lẽ sẽ là báo cáo về thu nhập hay là về lễ nhận chức của Tổng thống Mỹ hơn là cuộc giằng co giữa vaccine và khả năng đóng cửa tạm thời. Những người lạc quan về giá vàng trong tuần này sẽ cho rằng mức giá giảm hôm thứ Sáu vừa qua chỉ là tạm thời và không cho rằng lãi suất cao hơn là một vấn đề lớn đối với vàng. Quý vị và các bạn thân mến, quay sang với thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước chốt phiên giao dịch cuối tuần, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,80 đến 56,40 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, tương đương mỗi chỉ vàng là 5.580.000, bán ra là 5.640.000. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC ở các điểm kinh doanh của công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán, và hiện tại đang được niêm yết ở mức 55,90 đến 56,30 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, tương đương mỗi chỉ vàng là 5.590.000 ở chiều mua vào và 5.630.000 ở chiều bán ra. Còn giá vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long vẫn tăng, hiện đang được niêm yết ở mức 5.473.000 ở chiều mua vào và 5.543.000 ở chiều bán ra. Và để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 18 tháng 1 năm 2021, để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Nhìn chung thì bảng giá vàng trong nước trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay có ít thay đổi và vẫn neo ở mức khá cao, và chênh lệch so với giá vàng thế giới trên 5 triệu đồng trên mỗi lượng. Cụ thể như sau, đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào là 5.580.000, bán ra 5.640.000. SJC Hà Nội, chiều vào 5.580.000, bán ra 5.642.000. Doji Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 5.580.000, bán ra 5.635.000. Doji Hà Nội, chiều vào 5.575.000, bán ra 5.630.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.575.000, bán ra 5.640.000. Phú Quý SJC chiều vào 5.580.000, bán ra 5.630.000. Mi Hồng mua vào 5.595.000, bán ra 5.625.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Eximbank chiều mua vào 5.675.000, bán ra 5.650.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.570.000, bán ra 5.620.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. P&G Nhẫn 24K mua vào 5.455.000, bán ra 5.505.000. Nhẫn SJC 24K mua vào 5.445.000, bán ra 5.505.000. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 5.440.000, bán ra 5.510.000. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 5.400.000, bán ra 5.480.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số các tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng chiều vào 5.580.000, bán ra 5.642.000. SJC Nha Trang mua vào 5.580.000, bán ra 5.642.000. SJC Cà Mau mua vào 5.580.000, bán ra 5.642.000. Một số giá vàng tại các tỉnh thành phố còn lại, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhẫn 4 số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 5.445.000, bán ra 5.505.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.415.000, bán ra 5.485.000. Vàng 24K mua vào 5.330.7.000, bán ra 5.430.7.000. Vàng 18K mua vào là 3.929.2.000, bán ra 4.129.2.000. Vàng 14K mua vào là 3.013.1.000, bán ra là 3.213.1.000. Vàng 10K mua vào là 2.102.5.000, bán ra là 2.302.5.000.
Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.